Một chủ doanh nghiệp này, anh ấy đến từ rất xa. Chào bạn đến từ đâu? Xin chào tất cả các bạn, tôi đến từ thị xã Phú Thọ. Yeah. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Kevin Hùng. Sau khi học xong ba ngày thì là tôi cảm thấy rất là tuyệt vời, và nó có rất nhiều các cái module bài học vô cùng giá trị. Ví dụ như là những cái bài học về khung đồng thuận này, những cái về thấu hiểu về bản thân này, về những cái kiến thức về đặt mục tiêu mà hoàn thành được mục tiêu này, thì tôi cũng là một trong những người được trải nghiệm để mà đạt được cái mục tiêu, hoàn thành mục tiêu 100% của mình, và tôi cảm thấy là nó vô cùng giá trị, vô cùng tuyệt vời. Yeah. Xin cảm ơn thầy đã chia sẻ cho những cái bài học rất là bổ ích. Ngày hôm qua nó có một cái kỹ thuật gọi là ba vị trí nhận thức, bạn có ấn tượng gì cái kỹ thuật đó? Với cái ba vị trí nhận thức đấy thì là một cái công cụ quyền năng để mà giải quyết những cái mâu thuẫn của gia đình, của những cái mối quan hệ giao tiếp trong những người bạn với nhau, hoặc là nói chung là mối quan hệ mâu thuẫn chung, nó là vô cùng quyền năng. Yeah. Nó giải quyết và hóa giải toàn bộ những cái mâu thuẫn đó. Yeah. Vậy thì sau khi rời khỏi khóa học này mới có 3 ngày thôi, mấy ngày tới bạn sẽ hành động như thế nào, bạn sẽ làm gì? Và những ngày tới thì là tôi có thể là hiện được bằng việc là sử dụng ba cái kỹ thuật đó để giải quyết mâu thuẫn cho những người thân quen của mình trước đã. Yeah, ok. Tự chung lại, 3 ngày qua bạn đã nhận được giá trị gì? 3 ngày qua thì tôi cảm thấy rằng là cái giá trị lớn nhất là về cái kiến thức, về cái tư duy, nó đã thay đổi hoàn toàn và phát triển cái bộ não của mình, nó nâng tầm lên, nâng tầm giá trị của mình lên rất là lớn. Ok. Đó, chúng ta mới đi học có mấy ngày? Chúng ta chính thức là mới đi học được có 3 ngày thôi. Vậy thì còn 3 ngày nữa, nhiều kỹ thuật quyền năng nữa bạn sẽ được tiếp nhận và lĩnh hội nữa. Xin chúc mừng bạn. Vâng, xin cảm ơn thầy.